Cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hối hả về đích sau lễ phát động 120 ngày đêm. Ông Phạm Quốc Huy, giám đốc điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết cho biết, sau lễ phát động phong trào thi đua 120 ngày đêm để thông xe kỹ thuật cuối năm 2022, dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực. Để đảm bảo kế hoạch thông tuyến, ban quản lý dự án 7 đã lập lại tiến độ từng hạng mục với các mốc thời gian chi tiết. Trên công trường, các nhà thầu tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, huy động bổ sung thêm thiết bị, dây chuyền thi công, sản lượng thi công đang tăng dần đều, gần 1,5 lần so với thời điểm đầu tháng 9 năm 2022. Đến cuối tháng 9, sản lượng đạt hơn 51%. Để đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của chính phủ, ngoài việc đẩy nhanh công tác giải ngân, cắt, chuyển khối lượng, bổ sung thầu vụ, ban quản lý dự án 7 đã vạch ra các mốc thời gian, khối lượng cần hoàn thành theo giai đoạn, đảm bảo cơ bản hoàn thành và thông xe kỹ thuật của dự án. Cụ thể như đắp nền tuyến chính cơ bản hoàn thành công tác đắp nền K98, hoàn thành trong tháng 10 năm 2022, khối lượng còn lại thuộc các phân đoạn đào sâu, đắp cao, phạm vi nút giao hoàn thành trong tháng 11 năm 2022. Cấp phối đá dâm, gia cố xi măng cơ bản hoàn thành trong tháng 10 năm 2022, khối lượng còn lại thuộc các phân đoạn đào sâu, đắp cao, phạm vi nút giao hoàn thành trong tháng 11 năm 2022. Thảm bê tông dựa rỗng cơ bản hoàn thành trong tháng 11 năm 2022, khối lượng còn lại thuộc các phân đoạn đào sâu, đắp cao, phạm vi nút giao hoàn thành trong tháng 12 năm 2022, hoàn thành thảm bê tông nhựa C19 và C12,5 trong tháng 12 năm 2022. Đồng thời thi công các hạng mục phụ trợ sớm đưa dự án vào khai thác sớm nhất có thể.